Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 1 Tết, cả nhà hai chồng mình có đi viếng chùa. Theo phong tục thì ngày mùng 1 Tết thì đi viếng càng nhiều chùa, càng nhiều cảnh chùa thì càng tốt, càng may mắn cho cả năm đó cả nhà. Rồi, ngày mùng 1 người dân đi viếng chùa cũng tương đối đông cả nhà. Thank you.
Đây là chùa Thanh Trước cả nhà. Chùa này cũng gần nhà mình. Trước mình cũng có học lớp tiểu học và học trường gần đây, cả nhà cũng hay qua chùa chạy vòng chơi. Ngôi chùa này gắn liền với tuổi thơ của mình đấy cả nhà.
Rồi, vậy là hôm nay mình đã đi được 10 kiển chùa cả nhà. Video mình cũng dài, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ha. Chào tạm biệt cả nhà.